Việt Nam, đất nước của chúng ta, xứ sở của nhiệt và ẩm. Nằm kề bên đại dương, từ vĩ tuyến 8 độ 02 đến 23 độ 23 Bắc, với chiều dài trên 3.000 km bờ biển, từ Móng Cái đến Hà Tiên và trải dài từ Bắc xuống Nam. Biển đảo của Việt Nam có một vị trí hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế, an ninh của đất nước. Với sự hiện diện của các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, Cô Tô, Phú Quốc và hàng ngàn đảo lớn nhỏ, đó là Phên Dậu, là vị trí tiền tiêu của nước Việt, gắn với công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua nhiều thế kỷ. Con tàu mang tín hiệu trong đất liền, mắt em nhìn theo con tàu đi xa mai. Giữa nơi biển khơi đang nở rộ ngàn bông hoa xa xô, cánh hoa đỏ thắm bao hy vọng anh gửi về tặng em. Ơi, ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới. Nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai, sóng dù mối tình đời thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi. Chuyện xưa kể rằng Lạc Long Quân đem 50 con xuống biển, Âu Cơ mang 50 con lên rừng, tạo nên thế sơn thủy quần long để cho non sông đất Việt vững bền cho đến ngày nay. Hiểu rõ tầm quan trọng của biển đảo, từ xa xưa, các triều đại phong kiến Việt Nam đã dựa vào thế núi, giáng sông, xây dựng lực lượng thủy quân hùng mạnh nhằm bảo vệ và sẵn sàng đáp trả những hành động xâm lấn của ngoại bang. Đó là nghĩa vụ thiêng liêng được đúc kết từ truyền thống kiêu hùng của con lạc cháu hồng. Lịch sử Việt Nam đã chứng minh điều đó. Sông núi nơi đây còn khắc ghi chiến tích trầm hùng của triều Ngô Vương Quyền, triều Tiền Lê với khí thế sóng dậy Bạch Đằng, thác đổ Chi Lăng. Triều Trần với hào khí Đông A dìm giặc Nguyên trong âm hưởng Diên Hồng, Chăm Họ. Vạn kiếp núi non hơi kiếm toàn, lục đầu sấm nước tiếng quân reo. Triều Hậu Lê là tiếng reo sấm dậy của thủy quân trên sóng duyên hải với tiếng vọng mở cõi. Sương Giang bình than máu trôi đỏ nước, ghê gớm thay sắc phong vân phải đổi, thảm đạm thay ánh nhật nguyệt phải mờ. Triều Nguyễn sau khi vua Gia Long thống nhất Bắc Nam là sự quy hoạch thống nhất toàn vẹn lãnh thổ với việc chia nước trong đồ bản hành chính thời Minh Mạng thành 32 tỉnh. Việt Nam có truyền thống viết sử lâu đời, trong đó việc chép lại địa lý và vẽ bản đồ để phục vụ xây dựng quản lý đất nước luôn được nhà nước phong kiến coi trọng. Theo sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tháng 11 năm Đại Định thứ 22, 1161, đời vua Lý Anh Tông, nhà vua sai Tô Hiến Thành đem 20.000 quân đi tuần các nơi ven biển Tây Nam. Mùa xuân tháng 2 năm 1172, vua Lý Anh Tông đã đích thân đi tuần các hải đảo, thể hiện ý tưởng về một nước Việt toàn vẹn, sáng rõ trên bản đồ. Đến đời vua Lê Thánh Tông đưa đất nước lên toàn thịnh, nhà vua đã sai lập thiên hạ bản đồ, khẳng định quyền làm chủ lãnh thổ của dân tộc. Sang đầu thế kỷ 19, dưới thời nhà Nguyễn, sử học lại càng phát triển, có thể nói đây là ngành khoa học xã hội phát triển nhất của triều Nguyễn. Sự ra đời của Quốc sử quán triều Nguyễn năm 1820 và đầu thời vua Minh Mạng đã để lại nhiều công trình nghiên cứu khoa học có giá trị.
với nhiệm vụ thu thập các bộ sử xưa, in lại quốc sử thời Lê và biên soạn các bộ sử mới, cùng sự tham gia của các sử gia nổi tiếng như Phan Huy Chú, Nguyễn Văn Siêu, Trịnh Hoài Đức. Các thư tịch, châu bản là khối tri thức khổng lồ, không chỉ chép về lịch sử, địa lý, y học, mà còn ghi lại những sự kiện khai phá, quản lý biển đảo. Đặc biệt, về lập trường của nhà nước phong kiến Việt Nam nói chung với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, khẳng định chủ quyền lãnh thổ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các quần đảo đó không chỉ nằm trên lãnh hải Việt Nam, mà còn là đảo thiêng, là pháo đài của nước Việt. Dẫu rằng, ở mỗi triều đại phong kiến đều có sự hưng thịnh và suy vong, nhưng non sông gấm vóc của Việt Nam, trong đó có Hoàng Sa, Trường Sa thì không hề thay đổi. Những cái thư tịch cổ như là tư liệu Hán Nôm, rồi châu bản mà ghi chép về cái chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cũng như Biển Đông là hết sức là có giá trị về mặt tư liệu cũng như là giá trị về mặt pháp lý. Thì như mọi người đều biết thì từ thời đại Lý, các vua Lý đã quan tâm đến cái việc là đo đạc và vẽ bản đồ của đất nước. Cho nên về vấn đề cương vực thì là nhà nước phong kiến Việt Nam rất quan tâm. Và về cái chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa ấy, thì ở phương diện bản đồ là có Thiên Nam Tứ Chí Nội Đồ được vẽ vào thế kỷ thứ 17. Và trong đó đề là cái bãi cát vàng thuộc chủ quyền của Việt Nam. Còn trong thư tịch ấy, thì trước đây là mọi người hay nói đến Phổ Biên Tạm Lục. Nhưng mà thực ra ấy, thì cái ghi chép đầu tiên về Hoàng Sa thì có trước cả Phổ Biên Tạm Lục, tức là trong Đại Việt Sử Ký Tục Biên. Và cái đoạn đó viết rõ là năm 1754 là nhà nước Chúa Nguyễn đã cử người ra Hoàng Sa. Và sau này thì là Lê Quý Đôn cũng chép lại cái đoạn đó vào trong Phổ Biên Tạm Lục. Và Phổ Biên Tạm Lục thì là có niên đại năm 1776. Thì như vậy là cái ghi chép của cái Đại Việt Sử Ký Tục Biên là có trước Phổ Biên Tạm Lục. Và đây là một bộ tín sử của thời kỳ Tây Sơn. Sau này thì các cái sách cương vực khác thì cũng liên tục chép và khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Trong kho tàng thư tịch của Việt Nam, tập bản đồ có tên Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư, có nghĩa là bộ bản đồ chỉ dẫn đường đi bốn hướng ở trời Nam, nằm trong bộ Hồng Đức Bản Đồ của triều Lê Thánh Tông do ông Đỗ Bá tự là Công Đạo vẽ lại năm 1686. Đây được coi là thư tịch đầu tiên còn giữ lại trên văn bản mô tả về sự hiện diện của các quần đảo Việt Nam, Hoàng Sa và Trường Sa. Trong Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư có quyển viết về đường đi từ phủ Phụng Thiên đến nước Chiêm Thành, tự Phụng Thiên chí Chiêm Thành. Còn có một bài viết bằng chữ Hán Nôm chép về quần đảo Trường Sa, có nghĩa là bãi cát dài, còn Hoàng Sa là bãi cát vàng. Xin được trích một đoạn miêu tả về quần đảo Hoàng Sa. Toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều nằm trong sách Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ. Cuốn sách này là ông Đỗ Bá viết từ năm 1686, theo như là ở đây. Thì là bắt đầu từ cửa biển Đại Chiêm mà tiến tới cái vùng cửa biển Sa Vinh ở sau này. Ở phía trên là huyện Bình Sơn. Và trong toàn bộ huyện Bình Sơn thuộc tỉnh Quảng Ngãi thì nó có đảo Hoàng Sa, quần đảo Hoàng Sa. Theo như ở sách này viết ý, ở giữa biển nổi lên một bãi cát vàng, diện tích khoảng chừng 400 dặm. Hàng năm mà gió mùa nổi lên ý, về hướng Tây Nam thì thuyền bè thường hay bị trôi giạt về cái hướng Tây Nam, hoặc là thuyền bè trôi giạt về hướng Đông Bắc. Và cứ mỗi một lần trôi giạt thế thì rất nhiều thuyền bị chìm đắm, và như thế là người chết, thuyền chìm.
thì chỉ còn lại những hóa vật. Cho nên hàng năm cứ đến mùa đông thì là các vua nhà Nguyễn đã có ý đồ là đi thu có hóa vật. Thường thường người ta cho cái số lượng là 18 chiếc thuyền ra cái vùng này để thu hóa vật. Chỉ cần những các điểm này thì đã nói lên chứng tỏ là gì? Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là vĩnh viễn nằm trong cương giới của Việt Nam, không thể chối cãi được. Thì được sự giúp đỡ của giáo sư Simao ở Đại học Tây Âu, thì chúng tôi có đến thăm một cái thư viện của cái trung tâm văn hóa ngôn ngữ. Thì ở đó có rất nhiều cái tư liệu Hán Nôm. Đặc biệt là khi chúng tôi tìm đến thì có một cái tập bản đồ, cái đề là Bắc Kỳ toàn đồ, Nam Kỳ toàn toàn đồ. Và dở ra thì cái phần vẽ về Trung Kỳ thì là có một cái bản đồ rất đẹp và vẽ từ Nghệ An cho đến Phú Yên. Và cái đoạn vẽ về Quảng Ngãi thì cũng ghi cái chữ là Hoàng Sa Chữ và thuộc vào địa phận Quảng Ngãi. Và giáo sư Simao đó thì đã chụp cái bản đồ đó và gửi tặng cho Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ công bố cái bản đồ này trên phương tiện thông tin đại chúng. Để xây dựng tuyến phòng thủ chiến lược nhằm bảo vệ Giang Sơn, triều đình nhà Nguyễn đã cử các hải đội Hoàng Sa, Bắc Hải theo thời hạn luân phiên ra đóng quân ở Hoàng Sa, Trường Sa để làm nhiệm vụ bảo vệ, tuần tiễu, tìm hóa vật, thu thuế trên đảo. Những sự kiện đó đã được các nhà sử gia chép lại trong nhiều trang sử, thư tịch, châu bản. Sách Phủ Biên Tạp Lục do học giả Lê Quý Đôn soạn năm Cảnh Hưng 37, tức năm 1776, vào cuối thế kỷ thứ 18, đã giới thiệu khá đầy đủ và cụ thể vị trí đặc điểm tự nhiên của quần đảo Hoàng Sa gồm 130 đảo, gọi là Vạn Lý Trường Sa, bao gồm cả Trường Sa, cũng như cơ cấu tổ chức, chức năng và hoạt động của hải đội Hoàng Sa, chủ yếu ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, và hải đội Bắc Hải, chủ yếu ở khu vực quần đảo Trường Sa. Phủ Biên Tạp Lục đã thật sự trở thành cuốn sách gốc, tạo điều kiện cho các sử gia, địa gia đời sau dựa vào để giới thiệu, bổ sung và làm phong phú thêm trang sử chủ quyền của Việt Nam ở các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Xã An Vĩnh, huyện Bình Sơn, phủ Quảng Ngãi, ở gần biển, phía đông bắc ngoài biển có nhiều đảo, các núi nằm dài rác đến hơn 130 ngọn. Giữa các núi là biển, các núi cách nhau bằng khoảng chừng một ngày đường hoặc vài canh giờ. Trên núi có suối nước ngọt, trên đảo có bãi cát vàng, dài ước hơn 30 dặm bằng phẳng rộng lớn, nước trong tận đáy. Bên vách đảo có nhiều tổ chim, số chim có đến hàng nghìn vạn con, thấy người thì đậu và bay vòng quanh không tránh. Nhiều thương thuyền đến đây gặp gió lớn, phần nhiều bị hỏng. Trước đây họ Nguyễn đã đặt đội Hoàng Sa gồm 70 suất lấy người xã An Vĩnh xung vào, luân phiên nhau hàng năm cứ vào tháng 3 nhận mệnh đi làm sai dịch. Mang lương đủ ăn 6 tháng, đi bằng 5 chiếc thuyền câu ra biển 3 ngày 3 đêm mới đến đảo này. Quốc sử quán triều Nguyễn đã để lại nhiều tác phẩm đồ sộ, phần lớn là các sự kiện lịch sử, dư địa chí. Tất cả được biên soạn một cách quy mô, chặt chẽ với sự chỉ đạo trực tiếp của các vua triều Nguyễn. Việc biên soạn đó được tiến hành suốt 125 năm, từ năm 1820 đến năm 1945. Đến nay, nhiều tác phẩm có giá trị đã được xuất bản rộng rãi trong và ngoài nước, như Đại Nam Thực Lục Chính Biên, Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Minh Mạng Chính Yếu, Đại Nam Nhất Thống Chí, Hoàng Việt Địa Dư Chí, Đồng Khánh Địa Dư Chí, v.v. Các tác phẩm trên còn chép lại nhiều sự kiện có liên quan đến quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, là những bộ phận máu thịt gắn bó trong cương thổ Việt Nam mãi không thể tách rời. Tác phẩm Đại Nam Thực Lục Chính Biên Đệ Nhị Kỷ Chi Nhất Bách Tứ được biên soạn năm 1848, có đoạn: Nhà vua bảo bộ công rằng,
Một giải xứ Hoàng Sa thuộc địa phận vùng biển Quảng Ngãi, xa trông trời nước một màu, không phân biệt được sâu nông. Gần đây thuyền buôn thường bị gặp nạn. Nay nên chuẩn bị tàu thuyền đến sang năm, phái người ra đó, dựng đèn, lập bia, lại trồng nhiều cây cối. Ngày sau cây cối lớn xanh rậm rạp, người dễ nhận biết, may ra tránh được nạn mắc cạn. Đó cũng là việc lợi để cho muôn đời sau. Trường Sa, Hoàng Sa đấy, về mặt chủ quyền, về mặt sử dụng những cái của cái vật chất ở trên đó, cái kinh tế trên đó, thì ông cha ta đấy, có thể nói là đã chú ý từ lâu và đã khai sách từ sớm. Cái đó được ghi vào những cái sách mà hiện nay rất có giá trị, rất có giá trị về phương diện tức là pháp lý. Pho sách Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu được chép năm Khải Định thứ 9, 1924. Các sử gia đã dành một thiên để chép về một nhân vật có tên là Phạm Hữu Nhật ở đảo Lý Sơn, được lệnh của triều đình ra quần đảo Hoàng Sa thực thi nhiệm vụ. Có đoạn: sai thủy quân xuất đội Phạm Hữu Nhật, đem binh thuyền đến Quảng Ngãi, thẳng tới bãi Hoàng Sa, không kể đảo nào, cồn cát nào, chiều dài, chiều ngang, chiều rộng, chiều cao, chu vi và bốn phía gần đó có bãi cát, bãi đá ngầm hay không. Hình thế hiểm trở thế nào? Từ cửa biển ra đó đường thủy bao nhiêu dặm, gần bờ biển địa phương nào? Nhất nhất ghi chép rõ ràng, chuẩn cho mang cọc gỗ, cắm mốc, làm dấu, đo vẽ bản đồ, đem về dâng trình. Liên quan đến chánh đội trưởng thủy quân Phạm Hữu Nhật, Châu Bản ngày 12 tháng 2 năm Minh Mạng thứ 17, 1836, có chép: Bộ Công Phúc Trình, nay tiếp nhận công văn của nội các vâng mệnh giao cho Bộ Thần, có Châu Phê. Các thuyền được phái đi Hoàng Sa, mỗi thuyền mang 10 mộc bài là cột gỗ, mỗi cột dài 4 đến 5 thước, dày 1 tấc, khắc sâu dòng chữ to, Minh Mạng Thập Thất Niên. Năm Bính Thân, các viên cai đội thủy quân vâng mệnh đi Hoàng Sa khảo sát. Đến đó thì cắm mốc đánh dấu. Hãy tuân mệnh. Lần này, viên chánh đội trưởng thủy quân được cử đến Hoàng Sa là Phạm Hữu Nhật. Vua Minh Mạng, tức Thánh Tổ Nhân Hoàng Đế, là vị hoàng đế thứ hai của Vương Triều Nguyễn, được xem là vị vua năng động và quyết đoán. Ông đã đề xuất hàng loạt cải cách từ nội trị đến ngoại giao, không chỉ chú trọng xây dựng lực lượng thủy binh, mà ông còn khuyến khích phát triển kinh tế biển đảo. Đặc biệt, vua Minh Mạng còn giao việc cho các bộ như Bộ Lại, Bộ Binh, Bộ Công, tổ chức các hải đội đi đo đạc, xác định vị trí hải giới tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sự kiện đó được chép tại Bản Tấu ngày 21 tháng 6 năm Minh Mạng thứ 19, 1838. Đoàn khảo sát đã đến được 25 đảo thuộc 3 vùng. Trong đó hàng năm, các đoàn lần lượt đến được 12 hòn đảo, chưa từng đến được hòn đảo thứ 13. Nhưng theo viên dẫn đường Vũ Văn Hùng, thì toàn bộ xứ Hoàng Sa có 4 vùng. Lần này khảo sát được 3 vùng, còn một vùng ở phía nam. Nơi này cách nơi kia khá xa, gió nam lại thổi mạnh. Việc khởi hành đến đó không tiện, phải đợi gió thuận thì muộn. Xin đợi đến sang năm cử thuyền đến đó. Lại xem xét 4 bản đồ mang về, có 3 bức vẽ riêng từng vùng, một bức vẽ chung cùng một bản nhật ký cũng chưa được tu sửa hoàn chỉnh. Xin cho Bộ Thần thẩm tra kỹ và sức cho họ chỉnh sửa hoàn thiện để dâng trình. Đảo Lý Sơn là hiện diện của những khúc ca về biển cả và những con người vì nghĩa lớn mà quên thân. Trên đảo Lý Sơn hiện nay vẫn còn nhiều nhà thờ các tộc họ, nơi thờ tự các vị có công lao với Hoàng Sa, Trường Sa. Trong đó phải kể đến nhà thờ cai đội Phạm Quang Ảnh 1815, Ất Hợi, thời vua Gia Long. Thủy quân xuất đội Phạm Văn Nguyên 1835, Ất Mùi. Chánh đội trưởng thủy quân xuất đội
Phạm Hữu Nhật. Dòng họ Võ trên đảo Lý Sơn cũng có nhiều người đi Hoàng Sa, Trường Sa như Đốc Chiến Võ Hệ, Phú Nhuận Hầu Võ Văn Phú, Võ Văn Hùng, đều có tên ghi trong tờ lệnh năm 1834 của quan án sát Quảng Ngãi lúc bấy giờ. Để ghi nhận công lao của các hùng binh, tên tuổi các ông đều được ghi trong các bộ chính sử của Việt Nam lúc bấy giờ. Đến nay, những âm hưởng bi hùng đó vẫn còn văng vẳng đâu đây. Ân đức dựng xây miền đảo Lý, nghĩa tình bồi đắp giải Hoàng Sa. Trong tiếng rì rào của sóng biển là một thoáng đi về của nắng, của gió, như tả, như kể về các ngôi mộ gió, nơi an nghỉ ngàn thu của các hùng binh Phạm Quang Ảnh, Phạm Hữu Nhật, Nguyễn Văn Tám và hàng nghìn ngôi mộ gió khác vẫn còn hiện diện trên đảo. Các di tích Âm Linh Tự, đình làng An Vĩnh, An Hải vẫn còn đây, vẫn như vang vọng đâu đây lời thề ra đảo. Tất cả quyện lại thành một pho sử thi kể về khí thiêng của những hùng binh trước giờ xuất trận. Sau làn khói trầm là thấp thoáng sắc vàng son của bài vị các hùng binh trong cõi thâm viễn u tịch. Biết bao công của người xưa, gang sông, tấc núi, dạ dưa, ruột tầm. Đến nay, mỗi người dân trên đảo Lý Sơn còn nhớ rất nhiều về giai thoại, câu chuyện gắn với người anh hùng trên sóng biển duyên hải. Họ coi đó là nguồn sống, là ước vọng của những người con bám biển, bám đảo, hiên ngang trước bão tố thời gian. Và cứ như một điểm hẹn tâm linh, hàng năm họ lại về đây để thắp một nén tâm nhang. Trước là cầu cho mưa thuận gió hòa, sau là gửi tiếng lòng tri ân với những hùng binh đã quên mình vì non sông đất nước. Hoàng Sa mây nước mênh mông, người đi thì có mà không thấy về. Hoàng Sa mây nước bốn bề, tháng hai khao lề thế lính Hoàng Sa. Công việc của tổ tiên ông bà chúng tôi, của xã An Vĩnh và An Hải và Lý Sơn nói chung, là được lệnh của triều đình làm công chuyện này, thì chúng tôi con cháu mãi mãi ghi ơn tất cả những cái công lao to tát đó. Thời kỳ đó thì là ra đảo từ Lý Sơn ra Hoàng Sa thì là một vấn đề hết sức khó khăn. Và cái người đi thì là nắm nhiều cái phần, tức là phải hy sinh, gian khổ. Cho nên trước khi đi thì người ta làm cái lễ khao để cho người đi. Và nếu như mà chẳng may mà gặp sóng to, bão gió lớn thì người đó bị tử trận chẳng hạn, thì đã có một cái lễ hiến dâng và tưởng nhớ đến cái công lao của người đi đó. Và tôi cho rằng đấy là một cái hình thức mà uống nước nhớ nguồn, một cái đạo lý của người Việt đứng trước những cái sự kiện mà những người đi xa. Các nguồn tư liệu trên đã cho thấy rằng, ngay từ các thế kỷ xa xưa, các nhà nước phong kiến Việt Nam đã liên tục nối tiếp nhau làm chủ và thực hiện quyền kiểm soát các vùng biển. Các sử liệu đó còn là căn cứ pháp lý xác định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trên Biển Đông. Trên vai trăng đầu núi soi hình anh đang đứng đó, nhắn về đất liền canh buồm chờ đầy tin yêu, sóng dù mối tình hơn bao giờ hết, trong mỗi trái tim của con lạc cháu Hồng hôm nay đều hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, bởi các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã, đang và mãi mãi là gạch nối của sự toàn vẹn lãnh thổ, là máu thịt của dân tộc Việt Nam. Mỗi tình đời thủy thủ càng thêm vui, đây con tàu xa khơi.
con tàu xa khơi, đấy con tàu xa khơi.